Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần 100 câu 101 câu và cụm từ tiếng Trung thông dụng. Vào phần đầu tiên, từ thứ nhất, câu thứ nhất chúng ta có ủa miếng bái lợ. Ủa miếng bái lợ có nghĩa là tôi hiểu rồi hoặc là tôi đã rõ rồi. Chúng ta đọc lại nào. Ủa miếng bái lợ. Ở đây bên dưới này tôi có từ bồi để cho các bạn học chưa hiểu cái phiên âm Latin hoặc là chưa được học cái phiên âm Latin này hoặc chưa được học các cái chữ cứng thì chúng ta có thể nhìn vào cái âm bồi này chúng ta đọc. Tiếp theo câu thứ hai, ủa bú can lợ, ủa bú can lợ, chúng ta đọc cái từ can này đọc nhanh một chút và đi xuống, ủa bú can lợ có nghĩa là tôi không làm nữa, ủa bú can lợ. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ ba, ủa dẻ sư có nghĩa là tôi cũng vậy. Ủa dẻ sư. Ủa dẻ sư. Tiếp tục câu thứ tư. Chúng ta có câu như sau. Ủa thúng y. Ủa thúng y có nghĩa là tôi đồng ý. Tôi chấp nhận là thống ý có nghĩa là đồng ý hoặc là chấp nhận. Tiếp tục chúng ta có câu thứ năm, hái bú chô, hái bú chô có nghĩa là được hoặc là gì tốt hoặc là cũng được tạm được. Tiếp tục chúng ta có câu thứ sáu, cụm từ thứ sáu, an chinh y tiền, an chinh y tiền, an chinh là yên tĩnh hay là yên lặng, y tiền là một chút hay yên lặng một chút hoặc giữ im lặng một chút là an chinh y tiền. Chúng ta có thể nhắc nhở ai đó trong khi người ta làm ồn, chúng ta có thể nói là an chinh y tiền. Tiếp tục chúng ta có từ thứ bảy, bì chuẩy. Bì chuẩy có nghĩa là câm miệng hoặc im miệng. Bì là đóng lại, bế quan ấy, tòa cảng ấy, là người ta cũng dùng từ này. Bì chuẩy là miệng. Bì chuẩy. Tiếp tục cụm từ thứ 8, răng của lái. Răng của lái có nghĩa là để tôi hoặc là gì để tôi làm. Ví dụ chúng ta đang ăn cơm mà chúng ta gắp cho khách chẳng hạn thì người khách người ta sẽ nói là răng của lái hay để tôi. Chúng ta đọc lại này, răng của lái, răng là để, là nhường cho ai làm cái gì đó, của lái là tôi, để tôi làm, đúng không? Tiếp tục chúng ta có từ thứ 9, cụm từ thứ 9, chân chua chỉ lái. Chân chua chỉ lái có nghĩa là phấn khởi lên nào, phấn chấn lên nào. Chân chua chỉ lái, phấn khởi lên nào. Cụm từ thứ 10 chúng ta có chua tớ hảo. Chua tớ hảo có nghĩa là làm được lắm, tốt lắm. Đây là cụm từ động từ mà có cái bổ bổ nghĩa chỉ kết quả. Tớ, nó có thêm chữ tớ. Tớ hảo có nghĩa là làm đến nỗi mà rất là tốt, làm đến đến cái điểm tốt. Tiếp tục chúng ta có
Cụm từ thứ 11. Quán tờ khai xin. Quán tờ khai xin tức là gì? Chơi rất là vui vẻ, chơi vui vẻ. Cũng giống như cái từ trước. Có chữ tơ đúng không? Chua tớ hở. Thì ở đây cũng oán tớ khai xin có nghĩa là chơi cũng đến cái mức độ mà rất là vui. Đọc lại là người ta dịch là chơi vui vẻ. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 12. Cụm từ thứ 12. Ủa Huế lái lợ. Có nghĩa là tôi về rồi hoặc là nói với ai đó hoặc là nói với bố mẹ là thì con về rồi. Cũng được dùng từ ủa Huế lái lợ. Ví dụ mình đang đi học về đến nhà kêu với bố với mẹ là con đã về rồi, ủa Huế lái lợ. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 13. Ủa mí lu lợ. Ủa mí lu lợ có nghĩa là tôi lạc rồi, tôi lạc đường rồi. Mí lu có nghĩa là lạc đường, là không biết lối về, mê lộ đấy. Ủa mí lu lợ. Tiếp tục chúng ta có cụm từ thứ 14. Ủa chỉnh khờ. Ủa chỉnh khờ có nghĩa là tôi đãi hoặc là tôi mời. Ví dụ hôm nay bữa tiệc hôm nay là tôi đãi. Jin ten de yan yan hui shi wo qing he. Hôm nay bữa tiệc hôm nay là tôi đãi. Tiếp tục chúng ta có cụm từ thứ 15. Wo ye yang. Wo ye yang có nghĩa là tôi cũng thế và tôi cũng giống như thế, tôi cũng làm như thế. Ủa dễ dàng. Đây là một từ, một cụm từ hoặc là một câu khẳng định. Tiếp tục chúng ta có cụm từ thứ 16. Chưa pen triển. Đây là một cái thường thường là cái từ ở trên bảng hiệu. Đi nói này là chưa pen triển có nghĩa là mời bên này hoặc là mời đi lối này. Chưa pen triển. Chưa là đây, pen là bên này, pen là bên, là biên là cạnh. Cũng thể dùng từ pen triển là mời. Chưa pen triển. Tiếp tục chúng ta có cụm từ thứ 17. Cân ủa lái. Cân ủa lái có nghĩa là theo tôi hoặc đi theo tôi. Ví dụ chúng ta hướng dẫn ai đó thì chúng ta bảo người ta đi theo mình thì chúng ta nói cân ùa lái. Thì cân ùa lái là bạn đi theo tôi hoặc là anh theo tôi. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 18, cụm từ thứ 18. Ủa chi chế. Ủa chi chế có nghĩa là tôi từ chối. Ủa chi chế. Ủa chi chế là tôi từ chối. Chi chế là từ chối. Tiếp tục chúng ta sang cụm từ thứ 19. Ủa bảo trân. Ủa bảo trân. Bảo trân có nghĩa là bảo đảm hoặc là cái chỗ này là chúng ta có thể dịch là gì? Bảo hành. Úa bảo trân có nghĩa là tôi bảo đảm hoặc là tôi sẽ bảo hành, là úa bảo trân. Cụm từ thứ 20 chúng ta có cụm từ ủa hoái ý có nghĩa là tôi nghi lắm. Ủa hoái ý là tôi nghi ngờ làm cái gì đó, tôi nghi lắm. Ủa hoái ý. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Để được xem các video clip tiếp theo thì mời các bạn đăng ký